Bắt nghi phạm giết người ở Hải Phòng khi đang lẩn trốn tại Đắk Lắk. Tối ngày 22 tháng 10, trao đổi với phóng viên Vietnamnet, ông Trần Đình An, trưởng công an quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị đã phối hợp với công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ, đang di lý hai đối tượng liên quan đến vụ án giết người xảy ra vào rạng sáng ngày 21 tháng 10 tại quán karaoke thuộc đường Kênh Dương. Sáng nay, công an xã Ea Nam đã phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Ea Hà Leo, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk cùng các đơn vị phòng nghiệp vụ liên quan đã bắt giữ hai đối tượng gây án giết người đang trên đường lẩn trốn là Trần Viết Trung, sinh năm 1988 và Lê Văn Khánh, sinh năm 1990, cùng trú tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Trước đó, tối ngày 20 tháng 10, nhóm thanh niên gồm HNT, BAT, sinh năm 1994, DTA, sinh năm 2007, NDT sinh năm 1994 và NVT sinh năm 1998 đều trú tại thành phố Hải Phòng, sau khi uống rượu trên phố Văn Cao đã rủ nhau hát tại quán karaoke số 105 đường Kênh Dương, quận Lê Chân. Nhóm thanh niên hát karaoke đến khoảng 3 giờ 30 ngày 21 tháng 10 thì thanh toán tiền ra về. Lúc này, nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn với nhân viên quán karaoke cùng Khánh và Trung. Từ cãi vã dẫn đến xô xát, Khánh dùng dao đuổi đánh nhóm khách hát trên, hậu quả HNT tử vong, NDT và NVT bị thương được đưa đi cấp cứu. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo công an thành phố Hải Phòng, công an quận Lê Chân đã tung lực lượng điều tra vây bắt đối tượng gây án. Lần theo dấu vết, biết Khánh và Trung bỏ trốn vào Tây Nguyên, công an Hải Phòng đã phối hợp với công an Đắk Lắk bắt giữ hai đối tượng trong lúc chúng đang lẩn trốn tại xã Ea Nam.